rồi ta nhớ thuở trời yên vui, tim em thơ reo đùa pháo vang bên giao thừa. Ai đã lìa quê nhiều từ lâu, bao lần nghe tiếng xuân chắc đây mùa trời nhớ nhung. Chợt vừa xa mẹ một mùa xuân đầu, mà lòng con hằn lên muôn nỗi đau. Người ơi đây dấu thiên đường, một người đang tiếc thương khôn lường về một mùa xuân cũ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, dự án 300 hành khách chạy được trong điều kiện biển động cấp 8, tốc độ trung bình là 26 hải lý một giờ và mỗi ngày có thể có một chuyến đi và một chuyến về. Việc đưa vào khai thác tuyến tàu này đã đáp ứng được sự mong mỏi bấy lâu nay của bà con Sóc Trăng nói riêng và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung về một chuyến tàu kết nối đôi bờ